xin kính chào tất cả quý cô chú, các anh chị em và các bạn. Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh Nga Võ Illinois. Hôm nay là tối ngày 25 tháng 12 năm 2020. Merry Christmas to everyone. Hôm nay là trong cái video hôm nay, Nga xin chia sẻ cái thông báo mới nhất đến từ tiểu bang Illinois và tiểu bang California EDD về tiền thất nghiệp. Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần chi tiết sau đây. Và Nga cũng kính mời quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn like, nhấn share để lại lời comment để ủng hộ kênh. Đồng thời để quý vị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của Nga. Nga cảm ơn rất là nhiều. Thông tin đầu tiên là đến từ tiểu bang Illinois IDES. Thông báo này đưa ra là ngày 26 tháng 12 năm 2020. Trong cái thông tin này người ta nói rằng Thông tin về các cái chương trình liên bang kết thúc là vào ngày 26 tháng 12 năm 2020 và một cái gói kích thích từ liên bang mới với những cái thay đổi và gia hạn trợ cấp thất nghiệp đã được thông qua quốc hội là vào ngày 21 tháng 12. Tuy nhiên nó vẫn chưa được ký thành luật. Ngoài ra thì Bộ Lao động của Hoa Kỳ đã không cung cấp cho tiểu bang cái hướng dẫn là cần thiết để mà thực hiện bất kỳ cái thay đổi nào có thể là được là ký thành luật. Hơn nữa là Bộ Lao động của Hoa Kỳ đã không cung cấp cho là tiểu bang các hướng dẫn về việc đóng hoặc là tạm ngừng các cái chương trình này sau khi mà chúng hết hạn ngày 26 tháng 12 năm 2020. Như vậy là trong cái trường hợp mà không có cái hành động nào từ liên bang thì IDS sẽ làm mọi thứ có thể là theo dõi cái diễn biến là chia sẻ cập nhật và hỗ trợ cho người thất nghiệp. Hiện tại đây là những gì mà sở thất nghiệp IDS hiểu là cái việc liên bang không có là ý nghĩa là đối với các cái chương trình chính ở Illinois một là cái chương trình PUA là quý vị là đang nhận trợ cấp thất nghiệp với cái tư cách là PUA 1099 hoặc là những cái cá nhân theo cái chương trình PUA không thì trong đây thì người ta trả lời rằng cơ quan pháp lý hiện tại là cho cái PUA là kết thúc là ngày 26 tháng 12. Chính phủ liên bang không đưa ra cái hướng dẫn nào về những gì là sẽ xảy ra với cái yêu cầu PUA trong ngày là 26 tháng 12. Những cái yêu cầu mà bồi thường hiện tại là nên là tiếp tục là chứng chứng nhận là quý vị là tiếp tục sở di cái quyền lợi này cho đến là ngày 26 tháng 12 và những người mà yêu cầu và về cái tiền thất nghiệp đó là sẽ không chứng nhận trong những cái tuần sau ngày 26 tháng 12. Tất nhiên là sau cái ngày 26 tháng 12 là người ta không có quý vị không có sớ được nha quý vị. Dạ. Yeah. Trừ khi mà chính phủ liên bang là hành động thì ai IDS sẽ là đóng các cái đơn đăng ký PUA mới vào ngày 26 tháng 12 Tất nhiên là những cái đơn PUA mới là người ta sẽ đóng lại Và tại vì trừ phi là có cái hướng dẫn của liên bang Nhưng vậy là ngày, ngày bắt đầu là ngày 26 tháng 12 là ngày mai Là những cái đơn mà PUA mới là không có Người ta sẽ đóng lại và các anh chị những cái Anh chị là đang hưởng cái chương trình PUA là cũng là không có certify được nữa nếu như mà một cái dự luật liên bang được ký thành luật thì các cái tiểu bang sẽ là làm theo cái yêu cầu hướng dẫn từ Bộ Lao động của Hoa Kỳ để mở cái PUA cho những người là mới đăng ký sau ngày 26 tháng 12. Dạ, nếu như mà cái liên bang có hướng dẫn và có ký thành luật. Như vậy thì cái còn cái phần thứ nhì là cái phần mà thất nghiệp loại thường W2 thì đại dịch bồi thường thất nghiệp trợ cấp là PEUC và trợ cấp mở rộng EB thì quý vị là đang nhận được cái lợi ích theo cái chương trình UI thông thường á hay là những cái phần mở rộng thì quý vị là sẽ như thế nào? Thì người ta trả lời là những người mà yêu cầu á cho cái chương trình, người mà yêu cầu cho cái chương trình UI, PEUC và EB này người ta cũng nói là tiếp tục certify là cứ hai tuần một lần, trừ phi là có cái um, hành động nào từ uh, liên bang thì PUA là PEUC thì cũng là sẽ là hết hạn là ngày 26 tháng 12 nha quý vị. Tất nhiên là người ta nói là không có cái trả cái cái, cái gì hết sau cái ngày 26 tháng 12 này. Nếu như mà quý vị đang hưởng cái chương trình là PEUC và nếu như mà quý vị nào cũng hiện tại đang nhận cái EB thì có thể là quý vị là có thể là không tới cũng tới ngày 26 tháng 12 là hết hạn. Và tiểu bang Illinois là IDA cũng nói rằng là tiểu bang là đang chờ những cái hành động, những cái quyết định từ bên liên bang như thế nào đối với những cái chương trình thất nghiệp này. và này về hiện tại thì tiếp tục là chứng nhận là cái cách tốt nhất để mà đảm bảo rằng nếu như mà chính phủ liên bang có hành động thì bạn có thể là nhận bất kỳ cái quyền lợi nào mà bạn có đủ điều kiện. Tất nhiên là người ta cũng có nói rằng à, quý vị là đang nhận cái chương trình mà UI này thì tiếp tục là certify. Và những cái hành động và hướng dẫn của liên bang là điều cần thiết để mà giải quyết các câu hỏi còn tồn động của bên à, tiểu bang. Và trong đây IDES sở thất nghiệp cũng à, có nói rằng là đề nghị những người à, thất nghiệp là tránh gọi vào trung tâm IDES với cái câu hỏi là về những cái ngày là hết hạn của liên bang vì là người ta nói rằng là do cái cuộc gọi điện thoại rất là nhiều gọi vào để mà hỏi cái chương trình mà um, gia hạn như thế nào và nếu như mà có bất cứ điều gì thì người ta sẽ cập nhật trên cái trang của sở lao động uh, Illinois thông tin tiếp theo là từ tiểu bang California EDD cái thông báo này đưa ra mới nhất ngày 24 tháng 12 năm 2020 Nga xin được phép là dịch ra như sau EDD chuẩn bị gia hạn cái đạo luật Khaos liên bang cái điều khoản trợ cấp thất nghiệp vào ngày 21 tháng 12 năm 2020 thì quốc hội đã thông qua một cái dự luật sẽ là gia hạn trợ cấp thất nghiệp liên bang vì cái tiền liên bang này được ấn định sẽ hết hạn là cái ngày 26 tháng 12 năm 2020 nếu như mà được tổng thống ký thành luật thì bên EDD là cũng là không thể là triển khai các cái chương trình mới cho đến khi nhận được cái hướng dẫn từ Bộ Lao động của Hoa Kỳ hướng dẫn cho các cái tiểu bang là làm theo cái yêu cầu theo cái luật như thế nào. Tuy nhiên là hiện tại EDD là đang thực hiện các cái điều chỉnh chương trình với những gì thông tin có sẵn để mà khi các cái chương trình hướng dẫn chi tiết từ liên bang thì EDD có thể là hoàn thành cái chương trình cần thiết để tạo ra cái lợi ích này là có sẵn này là càng sớm càng tốt tất nhiên là hiện tại là chưa ký thành luật nhưng mà edd là vẫn đang là cập nhật cái hệ thống chuẩn bị sẵn sàng khi mà có một cái là sẽ đưa cái số tiền đến cho người thất nghiệp nhanh hơn kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2020 thì là cái luật mà cái gói cứu trợ được quốc hội thông qua mở rộng và gia hạn ký trợ cấp thất nghiệp liên bang là EDD đã tốn tắt lại như sau là cái phục hồi là cái phần bổ sung liên bang cho tất cả mọi người nhận được cái trợ cấp thất nghiệp tiểu bang và liên bang thì sẽ cung cấp tất nhiên là cả PUA và 1099 và UI thì được nhận là 300 đô la mỗi tuần trợ cấp bổ sung và bắt đầu cái ngày ban hành cho đến cái ngày 13 tháng 3 năm 2021 thì cái ngày này là cũng có thể thay đổi tại vì hôm trước là nói là cái ngày ban hành là 27 tháng 12 nhưng mà bây giờ là chưa có ký cho nên là cái ngày à, à, ban hành là chưa biết luôn và gia hạn chương trình trợ cấp thất nghiệp cho PUA là được 11 tuần tổng cộng là 20, 57 tuần và gia hạn bảo hiểm thất nghiệp là loại thường á, là UI á, là cái chương trình PEUC -E, thì là cũng được là 11 tuần, tối đa là 24 tuần. Và cho thêm cái chương trình mở rộng liên bang. Tất nhiên là cái chương trình FI này là được thêm 7 tuần nữa thì ngày hết hạn là 14 tháng 3 năm 2021 và cung cấp tối đa là 20 tuần trợ cấp thất nghiệp. Và ngoài ra, cung cấp bổ sung thêm cho 100 đô la mỗi tuần cho một số người có đủ điều kiện là những người nào là những người có cái thu nhập gọi là hỗn hợp dĩ nhiên là những cái người á, mà có cái thu nhập ít nhất là 500 trăm năm đô la mỗi năm từ cái thu nhập là đối với những cái người là self employed những người là 1099 nhưng mà những người này á những người self employed nhưng mà đủ điều kiện nhận thất nghiệp là ở cấp tiểu bang và yeah, mà không nhận cái chương trình PUA thì những người này nếu như mà cái đạo luật cái cứu trợ lần thứ hai này thông qua thì những người nằm trong cái trường hợp này sẽ nhận thêm được 100 đô la nữa là ngoài cái số tiền 300 thì nhận thêm 100 nữa tất nhiên là được 400 á dạ thì hôm trước là Nga cũng có cái chia sẻ chương trình này á à, trong cái video trước á đó là chương trình PUA như vậy, cái chương trình PEUC thì sao? Trong đây người ta cũng có nói rằng nếu như mà quốc hội và tổng thống không có gia hạn thì cái chương trình PEUC và chương trình PUA cả hai cái đều là kết thúc ngày 31 tháng 12. Cho nên là người ta nói là cái phần mà quý vị nhận cái tuần cuối cùng á, nhận cái lợi tức cuối cùng đó là ngày 26 tháng 12. Và trong đây người ta cũng có nói rằng là nếu như á, mà cái chương trình này á, là Um, hết hạn thì những người thất nghiệp là cũng không thể là tiếp tục certify được nữa và người ta cũng có nói rằng là quý vị là tiếp tục là vào trong cái trang này, cái webpage này để mà tiếp tục kiểm tra cái chương trình là đạo luật cares trên cái trang của sở lao động EDD để mà có thêm những cái cập nhật, những cái thông tin và những cái uh, thêm những cái thông tin mà về cái chương trình, về cái um, cái dự luật mà đã được thông qua bởi uh, quốc hội và dạ, trong cái thông báo này ngày, ngày 24 tháng 12 người ta cũng một lần nữa là người ta nhắc về cái um, cái mẫu đơn đó quý vị 1099 g mà quý vị nếu như mà muốn là nhận cái thông tin này um, thì quý vị cần làm trước ngày 27 tháng 12 Còn nếu như mà quý vị không có muốn nhận qua trực tuyến Thì quý vị không làm gì hết Mà người ta sẽ gửi về cho quý vị qua thư Là 31 tháng 1 năm 2021 Thì cũng đơn giản lắm Quý vị cần nhấn vào đây rồi quý vị điền cái email của quý vị vào và quý vị vào trong cái tài khoản UI nhưng mà nếu như mà quý vị vẫn cần là cái sự giúp đỡ hướng dẫn nữa đó thì quý vị để lại lời nhắn cho nga biết á tại vì hôm trước là nga cũng có chia sẻ là nga không có vào sâu hơn được nữa dạ yeah. mình là nga nga kính mời quý vị nhớ bấm đăng ký like share ủng hộ kênh và xem những cái video tiếp theo của nga Nga kính chúc tất cả quý vị, người quen lẫn không quen, nhiều sức khỏe và nhiều an vui trong cuộc sống. Nga xin kính chào tạm biệt và xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo. Nga xin chân thành cảm ơn. Bye now.